Thì đó cái ngài là Hồ Long Hoa là ai? Là ông Di Lặc phải không? Phật Dương đã chỉ rõ mái vị quyền chiến lập Hậu Long Hoa chọn những đấng tu hành cao công hoàng. Dầu đức thầy hôm nay có cái sứ mạng đó, sứ mạng gì? Lập rồi, cái Hậu Long Hoa đặng con hiện đức được là bao nhiêu? Tất nhiên là cái ngài lập Hậu Long Hoa đó. Thì bây giờ ngài là đệ tử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài là ngài mà Ha Ca Diếp khi Đức Phật Di Lặc giáng thế, ngài xuất hiện. Thấy không? Ngài xuất hiện trong cái Hậu Long Hoa đó để mà coi như là trao y bát lại cho coi như là Đức Phật Di Lặc để mà lập lại cái Hậu Long Hoa. Vậy thì bây giờ với cái ngày Hậu Long Hoa đó thì Đức Phật cho chúng ta biết kỳ địa bình chánh vô hữu khâu khanh địa thượng hữu thọ hình tử kim long long thượng khai hoa cố giết long hoa thắng hậu nhân dân thọ dụng cảnh giới do như hữu tại thiên cung đau lợi thiên thượng. Nghĩa là lúc bây giờ mặt đất không có gò nóng hầm hố gọi là kỳ địa bình chánh vô hữu khâu khanh, rồi địa thượng hữu thọ tất nhiên là ở trên cái mặt đất là có mọc lên cái cây nên gọi là địa thượng hữu thọ, hình tử kim long là giống như là cái con rồng vàng, mà long thượng khai hoa có viết trên đầu rồng đó là có chỗ qua cái hoa nên gọi là long hoa, mà nhân dân thọ dụng cảnh giới tất nhiên là con người sống là ở trong thời kỳ đó do như hữu tại thiên cung đau lợi thiên thượng giống như là cái cung trời đau lợi. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi xin hỏi ông giảng viên Tư Phương giải thích. Đức thầy có nói ta là một đại đệ tử trung thành của Đức Thích Ca Mâu Ni ở bên Ấn Độ, mà Đức thầy ở bên Độ tên gì, đệ tử thứ mấy? Nam mô A Di Đà Phật. Dạ kính thưa chư quý vị, ở đây đồng đạo đặt lên cái câu hỏi mà câu hỏi nằm trong giáo lý đâu đó rõ ràng, phải không? Thưa chứ quý vị, vậy thì bây giờ đồng đạo mới đặt lên câu hỏi, hỏi qua cái ý là tôi không quên tôi là một đệ tử trung thành của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đạo Phật không những truyền bá ở Thiện Lâm mà còn phải thực hiện trên con đường chính trị. Là Đức Thầy đối đáp với ông Hùng Quyên, cô bác anh em chứ đồng đạo. Vậy thì bây giờ đồng đạo mới hỏi là thắc mắc, bây giờ là đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hồi xưa vậy tất nhiên là cái ông nào và tên gì vậy? Cô bác anh em chứ đồng đạo, ở đây chúng tôi nhận biết đó nghe, là riêng cá nhân tôi, còn cái sự nghiên cứu quý vị mình đó, thì bây giờ có ông nói ông này, có nói ông khác, cô bác anh em chứ đồng đạo. Vậy thì bây giờ chúng tôi xin thích nghi, và trong khi đó trình bày cùng với quý vị theo dõi nghe, nghiên cứu nghe, rồi trong khi đó góp ý, chứ thật sự ra cái này coi như là mình cũng tìm hiểu thôi. Thưa cho quý vị, vậy thì bây giờ có người cho coi như là đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó là ông Văn Thù, mà Đức Thầy còn nhắc lại là Văn Thù Bồ Tát từ bi chèo thiền Bát Nhã cứu thị trần gian, gió đưa lướt sóng bườm lan rước người tu niệm xê sang thủy tình. Nhưng mà xét về lịch sử của Phật giáo đó, là ông Văn Thù khi mà trong khi ông xuất hiện ra đời là ông trợ đương là Bồ Tát trợ đương Phật sự cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chứ không phải đệ tử. Văn Thù Phổ Hiền cũng như là cái ông Duy Ma Cật là trợ đương Phật sự thôi, chứ đâu phải đệ tử, phải không? Rồi bây giờ trong đó là có thập đại đệ tử, trong đó coi như là có Ma Ha Ca Diếp, và trong đó Xá Lợi Phất, Một Kiền Liên, Phú Lâu Na, Ca Chiên Viên, La Hầu La, vân vân, trong đó thập đại đệ tử. Và trong thập đại đệ tử đó thì đó là tất nhiên là 10 vị đệ tử lớn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mà trong khi đó chúng ta xét lại coi cái ông nào là coi như là đệ tử trung thành của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Rồi bây giờ 33 vị tổ tất nhiên là được nói truyền coi như là của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, từ Maha Ca Diếp, A Nan, Thân Na, Hòa Tu, U Ba Cúc Đa, mới truyền dài xuống Bát Nhã Đa La, rồi Đạt Mã Tổ Sư, rồi Huệ Khả Tăng Sáng, Đạo Tính, Ngũ Tổ Quần Nhẫn, cho đến Lục Tổ Huệ Năng, ông nào cũng đệ tử hết. Vậy thì bây giờ ông nào là đệ tử coi như là đại đệ tử của Đức Phật? Thưa các bác anh em dòng đạo, đây chúng tôi xin bàn cùng tới với tất cả chứ quý vị đó. Bây giờ cái biết của tôi nhan cho họ, tôi không phải nói là trong đây tròn vẹn, mà cái biết của tôi xác định là ông Ma Ha Ca Diếp. Cô bác anh em dòng đạo, tại sao bây giờ đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có rất nhiều ông mà bây giờ là lại là ông Ma Ha Ca Diếp đó là sao? Thôi chưa quý vị, vậy thì bây giờ quý vị được biết khi Đức Phật tịch diệt, bây giờ tại Ta La Sông Thọ, tại nước như là Ma Kiệt Đà, cách thành Dương Xá nước Ma Kiệt Đà 500 dặm, và trong khi đó là ông Ma Ha Ca Diếp đã tịch diệt rồi, và có 2.500 vị đệ tử coi như là chung quanh Đức Phật đã di giáo xong mà đã liệm vào trong kim quang rồi đó,
liệm vào trong kim quang rồi, thấy không? Chờ có quả tam mũi coi như là để mà thiêu xác. Vậy đó mà ông Ma Ha Ca Diếp ông ở nghĩa địa, trong khi đó chưa có về kịp cô bác anh em chứ đồng đạo. Mà tới chừng ông Ma Ha Ca Diếp mà vừa tới rầu đó cô bác anh em chứ đồng đạo, là cái kim quang của Đức Phật đó là cái kim quang bằng vàng. Vậy đó mà trong khi đó đó là Đức Phật mới duỗi cái bàn chân chỗ ra coi như là cái kim quang, để cho ông Ma Ha Ca Diếp để mà nhìn cái bàn chân và hung cái bàn chân và cái tiên liệu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài mới bảo ông Ma Ha Ca Diếp phải là đi theo dấu chân của Ngài. Quý vị mình thấy chưa? 2500 vị đệ tử mà không có ông nào, mà trong khi đó Đức Phật lại mà duỗi cái bàn chân, mà ông Ma Ha Ca Diếp vừa về tới rồi Đức Phật mới duỗi cái bàn chân ra. Cô bác anh em chung đạo. Rồi một ý thứ nhất và một ý thứ hai nữa. Ý thứ hai nữa là ông Ma Ha Ca Diếp á, là trong đó 1250 vị đệ tử, mà tại sao Đức Phật không truyền y bát cho ông nào mà lại truyền cho ông Ma Ca Diếp? Cho nên có một lần nọ tại bửu tọ tại chỗ núi Kỳ Xà Quật, lúc bây giờ hỏi cô hỏi coi như là tất cả, coi như là tất cả các vị đệ tử và có tất cả các thánh chúng và cái hàng Bồ Tát, lúc bây giờ Đức Phật mới đưa lên cái hoa sen và mỹ ý Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là muốn truyền thừa cái y bát, nhưng mà không có ông nào hiểu ý, không ông nào hiểu ý trên chỗ, coi như là có hàng Bồ Tát là không biết bao nhiêu, coi như là trăm vị Bồ Tát. Vậy đó mà trong khi đó ông Ma Ha Ca Diếp mới mỉm cười đắc ý và ngộ pháp và được tương thông với coi như là tâm Phật, với tâm của Ma Ha Ca Diếp. Đức Phật mới thốt lên nói rằng: Ngư hổ chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, di diệu pháp môn bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền kim phú tháp Ma Ha Ca Diếp. Cái nghĩa nó như thế này là ngư hổ chánh pháp, tất nhiên là hôm nay ta có chánh pháp nhãn tàng. Nhãn tạng tất nhiên là cái con mắt ở trong tâm, gọi là nhãn tạng. Niết bàn diệu tâm là niết bàn ở nơi tự tâm, thật tướng nhưng mà vô tướng, di diệu pháp môn bất lập văn tự, có nghĩa là không dùng văn tự bên ngoài. Di diệu pháp môn bất lập văn tự, giáo ngoại biệt điền, có nghĩa là truyền thừa một người thứ ba không biết. Giáo ngoại biệt điền kim phú thác Ma Ha Ca Diếp, hôm nay ta phú thác cho Ma Ha Ca Diếp làm sơ tổ, nấu truyền cái chánh pháp của chúng ta, nói chung của Đức Phật. Vậy thì bây giờ quý vị mình thử nghĩ, bây giờ ở trên thế gian này tôi nhân cách quá thôi, không, bây giờ có một cái vị giám đốc, có một cái vị trưởng giả nào đó muốn kế thừa cho cái người mà gần gũi mình nhất, đó là kế thừa cho ai? Có phải là người đệ tử trung thành không? Người đệ tử trung thành mới kế thừa. Vậy thì bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi xưa kế thừa cho ông Ma Ha Ca Diếp phải là đệ tử trung thành mới kế thừa. Nếu như ông Ma Ha Ca Diếp không coi như là trung thành thì làm sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài kế thừa? Vậy thì ông Ma Ha Ca Diếp sống tới 120 tuổi duy trì cái chánh pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và sau khi ngài tịch diệt, không phải giống như tất cả các vị đệ tử khác mà ngài đi đến núi Kỳ Xà Quật ôm cái bình bát y bát của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, rồi ngài mới chẻ cái núi Kỳ Xà Quật tàn hình vô trong đó ẩn tới giờ. Ẩn tới bây giờ, trong khi đó là lịch sử Phật giáo cho biết rằng ông Ma Ha Ca Diếp ôm cái bình bát của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ẩn trong cái núi Kỳ Xà Quật, chờ đến cái ngày Đức Phật Di Lặc xuất hiện là cái y bát này mới truyền thừa lại cho Đức Phật Di Lặc lập cái hội Long Hoa. Còn kể từ Ma Ha Ca Diếp cho đến A Nan Thông Na Hòa Tu U Ba Cúc Đa là truyền thừa, là truyền thừa y pháp, chứ đâu có thiền chùa truyền thừa y bát. Truyền thừa y pháp không hạ xuống 33 vị tổ là truyền thừa y pháp, chứ không có truyền thừa y bát. Y bát của Đức Phật giờ vẫn còn nằm trong cái bàn tay mà của ông Ma Ca Diếp. Vậy thì hôm nay Đức Thầy nói là tôi không quên, tôi là một đệ tử trung thành của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì đến cái ngày của Hội Long Hoa là ai? Là ông Di Lặc, phải không?
Phật Vương đã chỉ rõ mái vị quyền chuyển lập hậu Long Hoa chọn những đấng tu hành cao công hòa. Dầu đức thầy hôm nay có cái sứ mạng đó, sứ mạng gì? Lập rồi cái hậu Long Hoa đặng con hiện đức được là bao nhiêu, tất nhiên là cái ngày lập hậu Long Hoa đó. Thì bây giờ ngài là đệ tử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài là ngài mà Ha Ca Diếp khi Đức Phật Di Lặc giáng thế, ngài xuất hiện, không? Ngài xuất hiện trong cái hậu Long Hoa đó để mà coi như là trao y bát lại cho coi như là Đức Phật Di Lặc để mà lập lại cái hậu Long Hoa. Vậy thì bây giờ với cái ngày hậu Long Hoa đó thì Đức Phật cho chúng ta biết kỳ địa bình chánh vô hữu khâu khanh địa thượng hữu thọ hình tự kim long long thượng khai hoa cố viết Long Hoa thắng hậu nhân dân thọ dụng cảnh giới do như hữu tại thiên cung đau lợi thiên thượng. Nghĩa là lúc bây giờ mặt đất không có còi nóng hầm hố gọi là kỳ địa bình chánh vô hữu khâu khanh, rồi địa thượng hữu thọ tất nhiên là ở trên cái mặt đất là có mọc lên cái cây nên gọi là địa thượng hữu thọ. Hình tự kim long là giống như là cái con rồng vàng, mà long thượng khai hoa có viết trên đầu rồng đó là có chỗ qua cái hoa nên gọi là Long Hoa. Mà nhân dân thọ dụng cảnh giới tất nhiên là con người sống là ở trong thời kỳ đó do như hữu tại thiên cung đau lợi thiên thượng, giống như là cái cung trời đau lợi. Vậy bây giờ đến cái ngày lập hậu lão Ma Ca Diếp, và trong khi đó là sẽ xuất hiện và trao cái y bát đó để mà cho coi như là Đức Phật Di Lặc. Vậy thì bây giờ cái biết của chúng tôi là như vậy nghe. Tất nhiên là tôi không quên, tôi là một đệ tử trung thành của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là chúng tôi được biết là ông Ma Ca Diếp cho mai trơn trời cô bác anh em trong đạo là bây giờ đang chờ ngài mà, không đang chờ ngài để mà trong khi đó xuất hiện để mà đến cái ngày lập hậu Long Hoa có mặt. Vậy thì bây giờ cái câu này Đức Thầy nói tôi không quên, tôi là một đệ tử trung thành của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, trung thành là phải giữ gìn cái bát đó để mà chờ ngài lập hậu. Đây chưa quý vị, vậy thì bây giờ qua câu này chúng tôi trình bày đến đây đó thì chúng tôi chỉ xác minh vậy thôi. Nhưng mà bây giờ quý vị mình được biết đó là Đức Thầy lâm phàm cứu độ cho chúng sanh, nó có người nói Đức Thầy là ông Tử Đa, có người nói Đức Thầy là ông Nguyễn Trung Trực, có người Đức Thầy nói Đức Thầy là ông Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, có người nói Đức Thầy là ông Văn Thù Sư Lợi, có người nói Đức Thầy là các vị coi như là trong khi đó lâm phàm cứu độ cho chúng sanh không biết bao nhiêu ông ha. Nhưng mà Đức Thầy xác định cho chúng ta biết qua câu này, chừng sau đó hỏi rồng mây người đời mới biết điên này là ai, chứ giờ chưa biết nghe. Bây giờ chúng tôi với bàn vậy thôi nghe không, bây giờ chừng sau đến hỏi rồng mây người đời mới biết điên này là ai. Tất nhiên Đức Thầy lâm phàm cứu độ cho chúng sanh là như vậy, thì bây giờ chúng ta chỉ biết như vậy, thì bây giờ chúng ta ráng tu tập đi thì sau này chúng ta sẽ được gặp thầy, rồi thầy trong khi đó là ai là chúng ta biết liền. Các bác anh em trong đạo thôi, giờ đến đây chúng tôi xin tạm dừng, giờ xin trả lại dân chủ ý kiến quý vị, nếu có điều chi bàn thêm thì bàn, không có xin phép cho thông qua. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thì vừa qua đề thứ nhì thì đồng đạo Sáu Tương đã hỏi câu này, hỏi lại dân chủ có đồng ý không ông đạo Sáu Tương, đồng ý không? Chiều cho ngon ha, thôi chỉ dịp nào hỏi nữa ha. Mời đồng đạo Sườn đi lên đây để đặt câu hỏi cho chú Tư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin hỏi ông giảng viên bốn câu mà đại sư chưa hiểu. Ở đây nhờ ông giải, ở đây chúng tôi hiểu và ở đây lãnh hội chung. Mà Đức Tôn Sư cho biết dấu bút tích tuôn bay theo gió, học sách chi mà phỉ báng ông cha, thấy dân tình ngâm xem giảng ngâm nga, lão xót dạ đôi lời cần tố. Mà cái dấu bút tích như thế nào mà tuôn bay theo gió ra sao? Rồi là dấu bút tích tuôn bay theo gió, học sách chi, sách chi mà phỉ báng ông cha, cái sách chi mà phỉ báng ông cha là ai? Rồi thấy dân tình xem giảng ngâm nga, lão xót dạ đôi lời trần tố. Nhờ đây ông giải, ở đây chúng tôi hiểu và đây lãnh hội chung. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ kính thưa chư quý vị, tiếp theo là được đồng đạo nêu lên trong hai câu giảng của tổ thầy bốn câu, mà trong bốn câu đó là dấu bút tích tuôn bay theo gió, học sách chi phỉ báng ông cha, thấy dân tình xem gãng giảng ngâm nga, lão xót dạ đâu lời trần tố. Thưa chư quý vị, qua bốn câu giảng mà được đồng đạo Sườn nêu lên, chúng tôi được biết là được trích sức từ trong cái bài Diệu Pháp Quang Minh.
Và cái bài Diệu Pháp Quang Minh này đó là Đức Thầy viết vào ngày mùng 10 tháng 4 năm Canh Thìn năm 1940. Và có tất cả vậy đó là 244 câu mà đồng đạo chỉ trích ra trong đây hai câu cho chúng tôi bàn. Thưa chư quý vị, bây giờ muốn biết được cái dấu bút đất tuôn bay theo gió đó, thì quý vị mình giấu lại hai câu giảng của Đức Thầy trong bài Diệu Pháp Quang Minh. Đó là: đứa hai lòng sao chẳng hổ ngươi, đáng thùa thẹn với cây cùng cỏ. Mới tới hai câu này dấu bút tích tuôn bay theo gió, học sách chi phỉ bán ông cha. Vậy thì bây giờ Đức Thầy nói cho chúng ta biết đó là dấu bút đích sở dĩ mà nó tuôn bay theo gió đó là tại vì cái đứa hai lòng. Đứa hai lòng sao chẳng hổ ngươi, thì đáng thùa thẹn với cây cũng có, phải không? Vậy thì bây giờ quý vị mình được biết đó là cái dạng người hai lòng là cái dạng người này là không có hết lòng đối với coi như là tổ quốc, không hết lòng đối với Phật Pháp. Thì bây giờ dấu bút đích này là phải tuôn bay theo gió, đâu có còn giữ gìn gì hết, phải không? Vậy thì bây giờ Đức Thầy viết trong cái bài Diệu Pháp Quang Minh này, quý vị mình đọc tới đọc lui, đọc xuôi đọc ngược đi, 16 tác phẩm mà tác phẩm nào cũng nói trung nịnh hết. Mà Đức Thầy coi như là để nói lên cái người nịnh là Đức Thầy xách mé ra cho chúng ta biết cái dạng này dạng nịnh, cái dạng này không nên theo nè. Còn cái dạng người trung nè, cái dạng này coi như là phải coi như là cố gắng để làm theo cái gương tốt. Nên Đức Thầy mới nói nè: thương trung thần, ghét ghét nịnh mặt lì. Thương trung thần mà ghét cái nịnh mặt lì, dám thiết kế mà hại tôi Lương Đông. Rồi Đức Thầy mới nói trong bài Xuân Hạ Tác Cuộn Thơ, nói là ghét dòng con nịnh độc xà. Cái con nịnh nó là độc xà, là có con cắn độc, phải không? Ghét, ghét dòng con nịnh độc xà mà khinh khi trung nghĩa mà hải hà lòng nhân. Quý vị mình nghe lại đây, nghe nhiều đoạn nghe. Bây giờ chúng tôi xin nhắc lại thôi nghe, chứ thời gian không có. Đức Thầy nói: chương ban xương đành quên nhân, ngỡi nở thủ hoàng vua Tống Khâm Tôn. Xem chuyện xưa mà bắt hết hồn, gớm cho kẻ thay lòng đổi dạ. Đây là nịnh. Mới gã tần cối ít ai còn lạ, dũng mưu thầm giết thác nhạc phi. Nịnh, không nịnh. Rồi bây giờ chung nè, Đức Thầy mới nói: quan công hầu gìn chặt nghĩa ân, vượt năm ải về thăm huynh trưởng. Kẻ nghĩa khí thiên kim dạng lượng, lũ nịnh thần sách sử nào khen, đúng không? Lũ nịnh thần sách sử nào khen, xem tích xưa thẹn với bóng đèn đời, lắm kẻ đầu trâu mặt ngựa. Là câu sự sống như tiên nưa nữa, mê mồi thơm như cá lục châu. Sao chẳng lo thất tỉnh hoài đầu cho khổ, thẹn với người thiên cổ, phải không? Rồi bây giờ Đức Thầy mới nói qua cái dạng là nịnh nữa nè. Đức Thầy nói là thấy tiên mù xô xuống giữa dòng, nhìn chỉnh thăm lão bắt mũi lòng, than cặn kẻ kêu dân sớm tỉnh. Nịnh, phải không? Rồi bây giờ thở hiến đế có nhà họ Đổng, cũng chuyên quyền muốn tiếm giang sơn là ân Đổng chát, phải không? Nhờ tư đồ, tất nhiên người đó là người Trung, nhờ tư đồ thiết lập liên quan nghiệp nhà Hớn mới ăn một lúc. Rồi cảnh gian nan như Lưu Hoàng Thốt đã qua, ở nhờ Viên Thiệu Dung Thân. Vậy thì bây giờ Đức Thầy nói trung định hết. Cô bác anh em trong đạo đó là nói bên Tàu, không, nói bên Tàu. Thôi giờ nói Việt Nam mình nè, cô bác anh em trong đạo, nói Việt Nam của mình bây giờ là sách sử còn ghi biên thư, ghi biên những kẻ quá lương thiện, một mực trung thành với Phật tiên. Vậy bây giờ Việt Nam của mình ai? Ông Nguyễn Trung Trực. Quý vị mình còn nhớ không? Ngày 28 tháng 8 năm 1868 bị Pháp bắt được, coi như là ông Nguyễn Trung Trực cái dời lên tới coi như là trên Sài Gòn. Và biểu dụ: nếu như ông đầu hàng giống như ông Quỳnh Công Tấn đi, tôi cho ông chức lãnh binh mà còn hơn ông lãnh binh Tấn nữa, giao cho ông tổng soái coi như là 6 tỉnh miền Tây. Ông Nguyễn Trung Trực nói thôi cũng được, bây giờ các ông giao cho tôi trực một cái chức vụ nào mà chém được đầu tay thì tôi lãnh, còn những chức này tôi không có lãnh. Cô bác anh em trong đạo,
cuối cùng rồi nó phủ vũ không được, nó mới đưa về Kiên Giang Gạch Giá và ra lệnh coi như là biêu đậu. Trong ngày 28 tháng 8 năm 1868 là cái dòng huyết anh linh của ông Nguyễn Trung Trực bây giờ vẫn còn tự coi như là ở Kiên Giang, An Giang, Gạch Giá và cho tới coi như là Đồng Tháp mình, Vĩnh Long là coi như là 27 cái đền thờ của Nguyễn Trung Trực. Thấy không? Mà quý vị bây giờ có xem được cái đền thờ nào của Quỳnh Công Tấn không? Có không? Đâu có đâu. Nịnh mà ai mà ưa mà mình thở. Nịnh không ai ưa chứ. À, giờ bây giờ trở lại đồng đạo của chúng ta bây giờ là nịnh có ai ưa không? Có ai ưa không? Hoàn toàn không ai ưa hết cô bác anh em chúng đỡ. Vậy mà sao nữa? Hả? Tôi nói quý vị mình giờ đó là nói ra có nhiều khi bị dính bị kẹt. Quý vị mình thấy đó nghe, câu vô tiếng đó nghe, cái ông mà xuất hiện ra nịnh đó nghe là ghét muốn đắp cái vô tiếng liền phải không? Mà vậy đó mà mình phải nịnh. Có không? Ai khen mình phải. Có không mấy chị? Khen người ta nịnh mình chứ chị. Mà mình làm điều tốt điều phải vậy mà lại chê một cái là mình không ưa rồi. Mình ghét nịnh mà mình phải nịnh. Cái này có không? Có luôn nghe. Ừ. Có ai mà chịu chê không? Mà trong sách Nho nói đạo ngô hảo giả thị ngô tặc. Không, đạo ngô ác giả thị ngô sư. Người ta nói xấu mình là thầy mình đó, còn người nói tốt mình nó là giặc của mình đó. Mà mình phải giặc hơn, mình phải coi như là thầy mình. Nói vậy mai mốt đừng chê tôi nghe. Tôi cũng nịnh lắm. Không mà tôi nói tâm lý quý vị mình thấy có không? Nó có đó chứ không phải không có đâu. Đó. Vậy thì bây giờ qua câu này đó là dấu bút đất tuôn bay theo gió là những cái sách vở để lại ghi vào trong sách vở. Toàn là bút đất đó đó. Mà bây giờ trong khi nó lật ra bắt đầu nó không dám coi. Nghe đồng đạo sườn. Không có dám coi. Nó coi bây giờ đụng chạm mình tùng lum chân rồi sao? Lật bỏ qua, lật bỏ qua giống như Lưu Khánh nó thầm rượu vậy đó. Tới chừng thầm rượu rồi lật cái bản bài bỏ, sợ đụng chạm. Cho nên mình cũng vậy nữa. Coi qua giáo lý chỗ nào Đức Thầy nói đó hen, đụng chạm tới mình bắt đầu mình xếp lại sợ đụng. Thánh nghe thẳng ta không giờ đổi. Mà thánh nghe thẳng ta không giờ đổi, mà giờ đổi chỗ nào? Đúng là được. Mình á là trong khi đó ngay thẳng không giờ đổi, mà cái người ta coi như là không có ngay thẳng. Người ta sợ đụng. Tôi nói quý vị bây giờ để ý thử coi có không nghe. Mình có phạm giới một cái điều gì đó ha, mỗi khi mình cúng lại đọc cái bài nguyện thôi, nay con nguyện cải hối ăn năn làm lành đánh giữ nguyện quy y theo mấy ngày tu hiện theo Phật đạo là cái mặt quý sĩ liền, không dám liền. Có khi nhìn cái chân dung Đức Thầy mà không dám nhìn thẳng nữa, sợ. Không, mình nhìn đâu Đức Thầy nhìn đó, nhìn đâu Đức Thầy nhìn đó, cái kiểu này mình phạm nhiều hôm nữa nè. Bây giờ trong khi đó không dám nhìn Thầy nữa, sợ đụng lắm cô bác anh em chứ không đạo. Đó. Vậy thì bây giờ trong khi đó dấu bút đích tuôn bay theo gió, tất nhiên là trong khi đó chúng ta sợ đụng chạm, mà trong khi đó chúng ta không dám làm. Rồi học sách chi phỉ bán ông cha, thấy dân tình xem giảng ngâm nga, lão sốt giả đâu lời trần tối. Rồi Đức Thầy mới hỏi, đặt lên câu hỏi, mà cái sách nào mà phỉ bán ông cha? Bây giờ tất cả các sách của Đức Khổng Tử nè, bây giờ tôi hỏi cùng quý vị nè, Đại Học nè, Trung Dung nè, Luận Ngữ nè, Mạnh Tử nè, có sách nào mà phỉ bán ông cha không? Không có phải không? Không có. Tại sao quý vị học sách nào hả? Cái sách này chắc sách ở ngoài đưa vô. Cái sách này bây giờ người ta là bán sách rồi, không có còn nữa. Mà học sách cái đó không hả? Tại sao bây giờ mình tu là Đại Học, Trung Dung, Luận Ngữ, Mạnh Tử, bây giờ sách nào coi như là cũng kêu thờ cha kính mẹ hết trơn, mà học sách nào mà hủy bán ông cha? Tất nhiên là cha mẹ gì không kính gì trân trọng không. Cái sách này là thất truyền rồi, mà bây giờ chúng ta lại theo cái sách đó. Thôi giờ nói luôn đi, cái sách này là cái sách coi như là Đức Thầy mới nói cho con một tinh tấn đó, là quý vị mình đà thọc đi là biết liền cái sách đó rồi. Thấy không?
trong có một chánh tinh tấn đức thầy mới nói tín ngưỡng chân chánh và lướt tới phái vô thần luận, thường cho rằng thân xác tức là con người, thân còn tức là người còn, thân mất tức là người mất, không có thánh thần trời Phật, không quả báo luân hồi, cũng chẳng có tội có phước có vía có hồn, đời là thân xác, sống là tranh đấu, mạnh được yếu thua. Vậy thì bây giờ không trời không Phật, không vía không hồn, không cha không mẹ gì trên chỗ cái sách này nè, với sách nào nữa vợ? Chứ con người chúng ta trong khi nó sanh ra đời có cha có mẹ, phải không? Và có ông có bà mà chúng ta không chịu học cái sách này. Con người có tổ có tông có cha có mẹ mới giống dòng cháu con, mà chúng ta không chịu học sách đó. Vậy thì bây giờ học sách chi, phỉ bán ông cha? Bây giờ trong khi đó bây giờ những cái sách nào mà nó thuộc về phỉ bán ông cha, tất nhiên là chúng ta đừng học sách đó. Mà cái sách đó là cái là sách là văn minh, chứ không có gì lạ trên đồng đạo sườn. Văn minh, văn này văn thịt, văn xương, văn luôn bác ái, tình thương đại đồng, văn con, văn vợ, văn chồng, văn luôn bác ái, văn lòng từ bi, phải không? Nên đức thầy nói cho chúng ta biết cái sách đó là văn minh, sửa mặt sửa mày đó, áo quần láng mướt ngày đại ăn chơi, dọn xem hình dốc lạ lơi, ra đường ăn nói những lời nguyệt qua, rồi trong tâm nhớ những điều tà, lời ăn tiếng nói thật là quá lanh xinh, là đầu trẻ tuổi xanh, chẳng trao hiền đức học hành làm chi, khôn ngoan thờ những chuyện gì cũng là lừa, giấu vị thì dân quê, người xưa có nói lại khinh chê ông cha nè, hủ bại nè, u mê hơn mình, phải không? Học sách chi phỉ bán ông cha, cái ông cha ông nói theo đường lối vậy, tam ca nghe con, ngũ thường nghe con, nó trả lời nó hơi hủ bại rồi ông ơi, câu theo ông mới làm gì nữa giờ, không chê không, sách chi phỉ bán ông cha. Thưa cô bác anh em dùng đạo là cái sách đó đó. Vậy thì bây giờ nếu như người tu chúng ta là phải có tam can, có phải có ngũ thường, phải có hiếu để lễ nghĩa liêm sĩ trung tín, và người tu chúng ta phải đi theo cái con đường lối coi như là của đức không thể chỉ dài đó, tất nhiên là đó là cái sách xưa để lại cho chúng ta, cha với gái gán coi sử sách, đứng trung thần với kẻ thuyết trinh, dọn bề trong mới gọi đẹp xinh, chứ mang lốt bề ngoài chẳng tốt, không? Tất nhiên là sách đó. Vậy thì bây giờ học sách chi nãy giờ đã kể cùng với quý vị đó là cái sách nào đó mà nó chạy theo văn minh, chạy theo vật chất, không kể ông, không kể bà, không kể cha, không kể mẹ, thì làm ơn làm phước coi như là đừng có học dụng cái. Mà nếu như chúng ta mà học đó nghe, là kể như cuộc đời của chúng ta bị là tan nát, te tua, tàn tạ, tan tác hết. Cô bác anh em dùng đạo tại vì cái sách đó không có nhân quả, không? Không có tin nhân quả. Rồi bây giờ chúng ta làm gì bây giờ, sau này bị nhân quả tới rồi, trong khi đó là mới tàn tạ, te tua, tan tác, không? Vậy thì bây giờ ở nơi đây trong câu này là đồng đạo nêu lên hết sức chí lý, và sau cuối cùng thấy dân tình xem giảng ngâm nga đó lão xót giả đâu lời trần tố, là xem giảng cứ ngâm nga không hà mà không chịu tìm nghĩa, nãy giờ là tìm nghĩa đó, còn chúng ta đọc thuộc nãy giờ đó là ngâm nga đó, không? Mà đã không tìm nghĩa thì làm sao biết được cái lời mỹ ý của đức thầy dạy, không? Vậy thì bây giờ đức thầy mới bảo cho chúng ta biết thấy dân tình xem giảng ngâm nga, là từ đây trở về sau chúng ta đã coi giảng giáo lý đức thầy đừng có ngâm nga, mà phải làm sao? Nếu như bây giờ nếu như chúng ta biết được giáo lý đức thầy là thâm màu, thì bây giờ đức thầy mới nói là dương trần xem giảng cứ ngâm nga, dương trần xem giảng cứ ngâm nga không ạ? Nhưng mà ngâm nga đó hiểu nghĩa đáng kim ngà, mà nếu như chúng ta ngâm nga mà được hiểu rồi đó hen là đáng kim ngà, quyền bí nhiều lời chỉ thiệt sao bổn đạo, ráng tìm cho cặn kẽ lòng hiền Phật độ khỏi tin ma. Ngâm nga mà hiểu nghĩa nó là đáng kim ngà, còn mà nếu như mà ngâm nga đó mà không hiểu nghĩa đó thì ngâm nga diệt khổ tới bên a, bổn phận tu hiền phải lánh xa. Vậy thì bây giờ ngâm nga cứ ngâm nga hoài không chịu tu thì khổ tới bên chứ sao, không? Mà đức thầy cho biết ngâm nga diệt khổ tới bên a nghe, là tới bên nó không có chịu lo tu mà cứ ngâm nga không làm được. Nên đức thầy mới nói qua câu này, thấy dân trần xem giảng ngâm nga lão xót dạ mới đau lời trần tố, là nói lên cho tất cả các chúng sanh biết, nếu như chúng ta tu mà có đọc giảng có ngâm nga thì bây giờ làm ơn ráng tìm nghĩa dùm cái để mà cho chúng ta tu. Mà đức thầy cho chúng ta biết đó là giảng kinh đọc tụng chiều mai, làm theo lời chỉ, ngày ngày gặp ta hoặc giả là nghe cạn lời, chứ có một hồi tìm hiểu nghĩa thì làm theo đắc đạo, chứ đâu bây giờ đâu phải đức thầy nó bảo cho chúng ta ngâm nga không đâu, mà bảo chúng ta phải tìm nghĩa. Vậy thì bây giờ nếu như chúng ta tìm nghĩa thì được đắc đạo, mà chúng ta không tìm nghĩa thì chúng ta tu không bao giờ thành công đắc quả. Vậy thì đức thầy cho chúng ta biết là không làm thì ắt mang heo, còn làm xong vượt khế qua đèo trong gai, giết đề tài thứ 2. Nam mô A Di Đà Phật.
thứ ba rồi chứ phải không? Rồi vậy mời đồng đạo Thi lên đây để đặt đề tài cho chú Tư. Nếu không thì trong túi tôi cũng còn một cái đề tài đồng đạo cũng đang hỏi. Vậy mời đồng đạo Thi. Mời đồng đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Em Út có coi bốn câu mẹ Út chưa có hiểu. Thầy nói ai muốn tầm đạo cả cao sâu thì hãy dẹp tánh tình ích kỷ, mau trở lại đừng theo tà quỷ tham sân si chứ để trong lòng. Nhà Huynh Phương nói nhà chàng trai Út học hỏi thêm đang em Út làm. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị ủng hộ cho dấn chổng chàng thắp tay lên chơi quý vị. Và tiếp theo tiêu đề thứ tư là cái tiêu đề này là cái tiêu đề cuối cùng trong thời gian khoảng cỡ trên dưới 15 phút nữa. Quý vị mình cũng quan hỷ và trong cái thời gian như trên thì được đồng đạo Thi mới nêu lên trong giáo lý của Đức Thầy trong đó bốn câu. Mà trong bốn câu đó là ai muốn tầm đạo cả cao sâu thì hãy dẹp tính tình ích kỷ, mau trở lại đừng theo tà quỷ tham sân si chứ để trong lòng. Bốn câu giảng đó được đồng đạo nêu lên đó, đồng đạo cho biết là cái tánh ích kỷ là cái tánh gì, mà cái đạo cả nó là cái đạo đang sao vậy hả cô bác anh em chứ đồng đạo. Thôi chứ quý vị, vậy thì bây giờ chúng tôi được biết bốn câu giảng mà được đồng đạo nêu lên, chúng tôi được biết được trích từ trong quyển nhì, mà quyển nhì tức là cái quyển kệ dân của người khùng, mà quyển kệ dân của người khùng Đức Thầy viết vào ngày 12 tháng 9 năm 1939, Đức Thầy viết ở tại tổ đình và có tất cả 476 câu mà đồng đạo trích ra trong đây bốn câu cho chúng tôi bàn. Vậy thì chúng tôi xin trân trọng kính mời tất cả đồng đạo, tất cả chư quý vị cùng với chúng tôi tham khảo qua bốn câu giảng nêu trên. Vậy thì bây giờ đồng đạo mới nêu lên đó là ai muốn tầm đạo cả cao sâu. Vậy bây giờ cái đạo cả đó đạo gì mà chúng ta cần phải tầm? Thưa cô bác anh em đồng đạo, thôi nói cho mau đi, đạo cả tất nhiên là đạo lớn. Mà nếu nói qua cái chữ cả tất nhiên là không có cái gì lớn hết. Cái sông cả, cái biển cả tất nhiên là cái biển nó lớn. Mà con người cả tất nhiên con người lớn. Ví dụ như mà cái người miền Trung, miền Bắc, cái người cái như là sanh đầu tiên lớn nhất cái gọi là anh cả. Còn nếu nói qua cái đạo cả tất nhiên là cái đạo này lớn. Lớn lắm cô bác anh em chồng đạo. Vậy cái đạo cả này đạo lớn là đạo của ai? Cái đạo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thấy không? Cho nên cái đạo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được gọi là cái đạo Maha. Mà Đức Thầy hôm nay cho chúng ta biết là đối chừng đó bốn phương có giặc khắp hoàn cầu thiết thiết tha tha, vậy sớm mau kiếm chữ Maha thì Phật cứu khỏi nơi khói lửa. Cho nên Maha đó là đại đạo, mà đạo đạo tất nhiên là cái đạo lớn. Mà cái đạo lớn tất nhiên là đạo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mà hôm nay Đức Thầy hôm nay chân truyền trở lại, Đức Thầy mới nói ta là kẻ vô hình hữu ảnh ẩn sắc phàm, nhìn đạo Thích Ca là cái đạo Thích Ca tất nhiên là cái đạo Maha. Vậy thì bây giờ hôm nay Đức Thầy chân truyền trở lại là đạo của Đức Thầy hôm nay ra đời đây là Maha. Mà Maha của Đức Thầy là dọn lại. Maha thòn nhỏ đã dọn rồi. Đức Thầy dọn lại nè. Giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi xưa cái nhà của đồng đạo Cường này chứa đầy không hết. Mà hôm nay Đức Thầy dọn lại. Còn có cuốn sấm thi giáo lý tất nhiên trên dưới 500 trang là Maha là cái đạo. Dọn lại tất nhiên là Maha thòn nhỏ đã dọn gạo. Chèo lái chương bùm chớ thả trôi. Maha mùi ngọt mật cùng na cảnh thế nhìn xem lũ cáo sạc. Vậy thì bây giờ ở đây là đạo cả. Là cái đạo Maha. Mà đạo Maha là cái đạo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mà hôm nay Đức Thầy hưng truyền trở lại đạo Đức Thầy hôm nay là đạo. Đạo Maha. Vậy thì cái đạo Maha của Đức Thầy là đạo cả. Mà cái đạo cả đó là cái đạo á, để mà phổ truyền cho tất cả các chúng sanh đó là phải có lấy từ bi hỷ xả để mà thương người cứu cho tất cả các chúng sanh. Là cái đạo đó mới đạo cả. Đây quý vị mình nghe lại đi, Đức Thầy mình nói cho chúng ta biết. Ai mà còn dính dáng về vấn đề này đó hen là cái đạo cả Đức Thầy không có bước về Phật được. Có không? Bây giờ Đức Thầy nói đây. Là tu hành dương thế cậy đồng tiền, Phật giáo gì tiền ha? Phật giáo gì tiền? Tất nhiên là chúng ta gì tiền phải ngửa nghiêng. Bát nhã chẳng đưa người tội ác, thiền từ nào rước lại Tây Thiên. Trần gian đầy dẫy người làm dối, đạo cả nào trong đến cảnh thiền ha? Cái đạo Đức Thầy đạo cả nè. Mà ai còn vướng vô vấn đề mà tiền bạc như vậy đấy,
Thì bây giờ trong khi đó đạo cả không có tới được. Đạo cả nào trông đến cái thiền nào mà trông đến cái cảnh thành Phật thành tiên được. Vậy thì bây giờ cái đạo đức hay là đạo cả vậy? Vậy thì bây giờ gặp đạo cả mà can trường nhỏ hẹp như ruộng lo, ruộng to mà lúa lép đem gieo, nhọc công nghèo vẫn còn nghèo mà nếu tu như thế là khó siêu Phật đạt. Vậy thì đạo cả đó là vậy đó. Vậy thì bây giờ ai muốn tầm đạo cả cao sâu là cái đạo cả của Đức Thầy là cái đạo từ bi, cái đạo hỷ xã, cái đạo để mà cứu độ cho nhân sanh, chứ đâu phải cái ích kỷ. Không. Còn nếu như ai mà giữ cái tấm lòng ích kỷ, không bao giờ gần đuổi gũi được cái đạo cả của Đức Thầy. Nên Đức Thầy mới nói qua câu này, tất nhiên là ai muốn tầm đạo cả, tất nhiên là cái đạo này, là cái đạo của Đức Thầy. Mà cao, vừa cao mà lại vừa sâu. Là cái vừa cao sâu đó là đạo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đạo Thích Ca nhiều nẻo cao sâu. Hãy tìm kiếm cái không mới có. Là cái đạo cao sâu là cái đạo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi xưa vậy. Hãy tìm kiếm cái không mới có. Thì bây giờ cái đạo Đức Thầy là cái đạo cả hôm nay cũng vậy. Là bây giờ đạo á, là ai muốn tầm đạo cả cao sâu là cái đạo đó là phải hãy tìm kiếm cái không mới có. Nhớ nghe, hãy tìm kiếm cái không mới có. Còn tìm kiếm cái có là không có. Vậy thì bây giờ xin hỏi cùng với quý vị nè, bây giờ đi đám làm tình có tiền không? Đi đám giỗ có 100.000 nào không? Đi niệm Phật có đồng bạc nào không? Không có phải không? Đi làm từ thiện suốt ngày có đồng bạc nào không? Không có. Mà không có là tìm cái không đó. Đạo cả là vậy đó. Hỏi vô bây giờ quý vị coi như đi tìm đạo cả, đi tìm đâu giờ? Đi đám làm tình nè, đi đám giỗ nè, đi từ thiện xã hội nè, đi niệm Phật nè, thì tìm đạo cả là ngay trong cái chỗ đó. Mà bữa nào quý vị mình đi từ thiện, đi xã hội, đi làm coi như là niệm Phật, vì có 100.000, 200.000 là bữa nay mất đạo cả rồi. Có quý vị. Mình đi bữa nay trong khi đó tìm cái không mới có mới gọi là đạo cả. Ai muốn tầm đạo cả cao sâu hả? Cao sâu hay tìm kiếm cái không mới có. Mà ai về đâu bữa nay đi bắt đầu lụm được 200.000, 300.000 đi đỡ có nhờ từ thiện, đi đỡ có tham quan, đi đỡ hợp cá, vì kiếm 2-3 triệu. Cái đạo cả này phải là đạo cả không? Nói nó đụng chạm cùng với quý vị, thông cảm quan hệ cho nghe. Ai muốn tầm đạo cả cao sâu hãy tìm kiếm cái không mới có. Mà tất nhiên là chúng ta đi tìm cái không. Mà tìm kiếm cái không đó là sao? Cho thấy mất nhưng không có mất, mà giữ tưởng còn nhưng thật không còn. Của ti mòn phước đức chẳng mòn, sự còn mất vô lòng chọn lựa. Là cái đó, tất nhiên là cái đó là cái không. Thấy không? Rồi bây giờ trong khi đó chúng ta coi như là đem tiền của giúp ra đời, coi như là bố thí như vậy, tất nhiên là nhiều tiền kiếp mâu ni giàu có bạc tiền đâu làm khó được ông, hay không? Mà là nhờ có tiền đồng giúp ông bố thí khắp trong dân làng, đó là một trong ngàn công đức Đức Thích Ca chứa chất từ xưa dùng tiền như hạn cho mưa, bể non đâu cũng chưa vừa đầy ân. Thì Phật xưa cũng sách đằng gọi tạm, ngài cũng tình cũng cảm như ai, thế mà ngài chứng Như Lai nhờ lòng bố thí nhờ hai nhân tử. Thái tử Sĩ Đạt Ta hồi xưa bỏ cung vàng điện ngọc quách thành thê tử vợ đẹp con ngoan dấn thân vào trong rừng sâu núi thẳm, mà là tất nhiên tìm cái không. Thiền Long Phật Thích thở xưa kia non tiếc rèn đa bát chính kìa, phải không? Tìm cái không. Còn mình đi trong thời gian không biết đi làm đạo làm sao mà về cất cái nhà, tìm cái có. Mà xong kia chiếc xe không biết đi tìm đạo, mà đạo cả nào mà dạy mình dạy không biết nữa, không đó. Vậy thì bây giờ ở nơi đây đó là Đức Thầy mới bảo cho chúng ta biết cái mục trên hay. Tất nhiên là tu hành dương thế cậy đồng tiền, Phật giáo gì tiền phải ngửa nghiêng. Thì Bát Nhã chẳng đưa người tội ác, mà thiền từ nào rước lại Tây Thiên trần gian đầy dẫy người làm dối nè. Cái chỗ này nè, người đạo cả nào trông đến cảnh thiền phải không? Không có đến cảnh thiền đâu được. Vì vậy cho nên Đức Thầy mới bảo cho chúng ta biết ai coi như là bị trói buộc vào trong cái hoàn cảnh đó, thì Đức Thầy lâm phàm cứu độ cho chúng sanh. Đức Thầy mới mở xích xiền cho chúng ta, đó là đen này sẽ mở xích xiền dắt diều bá tánh gần miền tiên bang, là Đức Thầy mở cho mình cái xích xiền. Nhưng mà có nhiều khi mình than nó, thầy ơi bây giờ cái xích xiền tôi đeo quen rồi, thôi giờ Đức Thầy để cho tôi mang đi, chứ giờ mở ra coi không có được. Cho nên Đức Thầy nói ai ai cũng cứ tham tiền, thấy không? Ấy là đem sợ xích xiền trói thân, tự mình trói mình. Đâu chỗ khác Đức Thầy nói tham chi giả tạm của tiền, ấy là đem sợ xích xiền trói thân, đúng không? Thì mình xích xiền trói thân rồi, Đức Thầy mới bảo cho chúng ta biết mấy ai mà được lòng thiền với điên. Điên này sao mở xích xiền nè, Đức Thầy mở,
Hàng đức này mở cho chúng ta điên này sao mở xích xiền dắt diệu báo tánh gần miền tiên bang, đang mà gần với cái đạo cả mà mình không chịu của bác nói trong đạo. Vì vậy cho nên ai muốn tầm đạo cả cao sâu bây giờ coi như là chúng ta như là cho đức thầy mở đi, để cho chúng ta như là gần đạo cả, đó là tầm, nghe không? Ai muốn tầm đạo cả cao sâu thì phải dẹp. Dẹp gì? Dẹp tánh tình ích kỷ chứ không có gì chân trời không. Vào chỗ khác đức thầy mới bảo cho chúng ta biết là ai mà dẹp được cái tấm lòng ích kỷ là người đó coi như là không còn bị luân hồi. Ha, trong sáu tỉnh nhiều điều tà mị. Phải gì không? Trong sáu tỉnh nhiều điều tà mị tu hành. Nha nữa, mà dĩ kỷ quá chừng. Thở này tu rồi mà còn dĩ kỷ. Tu hành mà còn dĩ kỷ quá chừng thì làm sao thoát khỏi trầm luân khuyên bổn đạo nè. Gan tầm đạo chánh. Tu mà còn dĩ kỷ. Người ta vận động tôi nói thôi, giờ ông A ông B bị bệnh vậy đó, bây giờ có tiền bạc cho 100.000 đồng đạo đê, nói ít bữa nữa tôi đi cứu trợ này. Không, cho gạo người ta như một tấn, thời ở cỡ này tôi khô như cua sáng trăng, không có bằng bạc nữa. Vậy là miếng đất kế bên kêu bán giáp ganh nó bây giờ không mua ổn. Không, vậy mà có như 100-200 triệu mua đất có, mà có 100-200 ngàn nó như là không có. Cái này là cái gì? Cái lòng tham của mình ích kỷ, mà bây giờ muốn diệt được lòng tham thì bây giờ sao? Đức thầy cho chúng ta biết là muốn diệt được lòng tham đó là ai muốn diệt được lòng tham? Đức thầy cho chúng ta biết muốn trừ tham phải liệu cách nào? Phải bố thí diệt lòng ích kỷ, đúng không? Phải bố thí mới được. Phải bố thí diệt lòng ích kỷ. Mà nếu như cái tâm chúng ta mà còn ích kỷ hoài được quá cả nơi chân đạo, tu không bao giờ thành được. Cho nên người dù có ra công tu luyện, mỗi ngày lo cúng lại bao thời, mà tâm tình ích kỷ không rời thì cũng khó về nơi cực lạc, đúng không? Đây là rõ ràng nha, là một Bồ Tát nói cho chúng ta biết đó. Dầu cho ngài cúng lại ba thời mà mỗi mà tánh tình ích kỷ không rời thì cũng khó về nơi cực lạc. Mà tánh ích kỷ dẫn đầu tham ác thường làm cho thân thuộc phân ly tới bất trung, con lỗi đạo nghị bạn phản bạn cũng vì ích kỷ. Còn có biết bao giờ quý mỹ cũng là do lòng ích kỷ mà ra. Vì vậy cho nên tánh ích kỷ đó là mới sanh ra nhân ngã, khiến cho người nổi dạ cạnh tranh, thấy ai hơn có ý ghét ghen, mà thấy ai kém sanh tình hung hiếp. Hố tham chẳng bao giờ phủ liếp, tánh tham danh tham sắc tham tài, ba điều tham thiên hạ đang sai, đa số khách chẳng ai đều bị. Không, rồi bây giờ trong khi đó nếu như chúng ta tưởng đâu ích kỷ là giàu có, là sang trọng, là con người chúng ta được dinh thân thụy gia, tưởng ích kỷ ruộng vườn rộng mở, có ngờ đâu thêm nợ lâu đời. Biết bữa nay sung sướng ăn chơi chứ chẳng biết ngày mai khổ nạn. Bị vô minh làm người khờ khạo, hồng trần là giả tạo của mình. Vì vậy cho nên tánh ích kỷ mới sanh ra nhân ngã, mà cái tánh nhân ngã mới sanh ra tham lam, mà cái tánh tham lam tất nhiên là chúng ta coi như là còn phải bị luân hồi sanh tử. Của mình thì nắm chặt trong tay, của người muốn dắt chài ra nước, nghe thấy kẻ thiếu sao hụt trước mà vẫn không động chút lòng thương, trái lại còn kiếm cách gạt lượng. Cái này có phải là tánh tình ích kỷ không? Vậy thì bây giờ nếu như chúng ta mở tấm lòng từ bi bố thí giúp đời thì bây giờ chúng ta mới dứt được cái tấm lòng ích kỷ, phải không? Càng có của càng lo bố thí nhiều quá dĩ càng cao, cẩu trần của cải ti hao, nhưng mà cẩu Phật càng giàu phước thêm. Cứ thứ của mà mong có phước thì phước làm sao có được cho mình, không muốn tu mà lại muốn lưng, lưng không thể nào sinh ra được. Bằng như muốn cho mình có phước bố thí đi chứ tiếc đồng tiền, còn muốn cho mình được linh thiêng thì là phải tu hiền chính chắn. Thú vật biết tu còn linh đẳng, người thật tu chắc chắn nhiệm màu, phải dài công tu luyện cho lâu chứ lòng muốn cho mau không được. Xấu tu phải nằm lâu dưới nước mới thành rồng bay vượt trên mây, người tu thì nhịn việc chẳng ai mới thành Phật ra ngoài sanh tử. Thú dữ biết lúc tu còn hết dữ, người tu hung phải bỏ hung, đã tu mà còn tánh hung sùng sánh với lậu thú cành còn kem. Gánh trần tục thái ma quan ném hải mau chân gói gám sự tu nào dù hương bát nước công phu nào tịnh niệm a di đà phật, các sự thế tâm vô nhất vật chỉ một lòng đạo đức dung bồ nơi liên qua cửa phẩm chưa ngồi thì nhất định chưa thôi niệm phật. Đó. Vậy thì bây giờ chúng ta coi như là phải cố gắng diệt cái tấm lòng ích kỷ thì bây giờ mới gần gũi được cái đạo. Ai muốn tầm đạo cả cao sâu thì hãy dẹp tánh tình ích kỷ. Rồi bây giờ còn lại hai câu sau đó là nói với đồng đạo thi cho chui là khất lại đi, thiếu lại và chờ lại cái cơ hội khác. Tất nhiên là để cho chúng tôi trình bày cùng với quý vị, bây giờ thời gian có hạn, thời gian có hạn, nhất thốn Quan Âm, nhất thốn Kim, thời gian trôi qua là thời gian vàng bạc.
mà thời gian đã hết rồi. Cho nên là ngôn bất tận là tận ý, ý bất tận từ. Cho nên bây giờ chúng tôi trình bày cùng với quý vị hai câu trên thôi, còn hai câu dưới chơi thiếu lại. Và thiếu lại trong một thời gian nào chúng tôi gặp gỡ cùng với quý vị, chúng tôi sẽ trao đổi thêm. Vậy thì bây giờ ở nơi đây qua hai câu giảng nêu trên, là người tu phải có tấm lòng rộng rãi, phải có tấm lòng vô thi. Mà Đức Thầy cho chúng ta biết, muốn cho khắn đặng quá cù xả thân làm phước diêm phù vượt qua, giữ bo đến lúc phong ba gặp cơn bát loạn khó mà yên thành. Vậy thì bây giờ chúng ta phải mở cái tấm lòng ích kỷ, đó là nếu tu thì bây giờ sao? Nếu đã xả thân tầm đạo đức, mở lòng bố thí ngộ thần ca. Vào chỗ khác Đức Thầy lại bảo nói là xả thân tìm kiếm ma ha, chẳng là diễn vọng dẹp tà nơi tâm. Thì bây giờ chúng ta phải xả vú cầu bằng, xả thân cầu đạo, là chúng ta mới gần gũi được cái đạo. Còn nếu như chúng ta cứ bo bo ích kỷ, lo cho mình không lo cho người, thì bây giờ chỗ này trái với đạo đức. Nên chi Đức Thầy mới bảo cho chúng ta biết, nếu như cái người biết đạo là sao, nên lo vừa chừng chẳng ích kỷ, vừa lo cho mình, vừa giúp ích cho đời, chừng bỏ xác thì có cái khác. Còn người không hiểu đạo, bo bo giữ nó bằng lối ích kỷ mê lầm, kịp khi tử thần gõ cửa số vô thường đã tới, sinh ra muôn ngàn kinh hải, thần chí hôn mê rất chiếu mến cõi đời cửa nhà con vợ, mà không làm sao sống được nữa. Nên lúc ấy kẻ hùng mang trợn mắt, chắc lưỡi nghiến răng lăn lộn giật mình kêu than thảm thiết. Như vậy là khổ sở là dừng nào, phải không? Vậy thì bây giờ chúng ta phải cố gắng nghe theo lời tổ thầy đã chỉ dạy, đó là khuyên người hữu phước giàu sang, gắng lo làm phước làm doan mới là. Đến lâm cảnh khổ, có ta đi lệnh Phật bà cứu giúp dùm cho mẹ đây con, phước nhân căn bổn khi tai nạn đến trốn vào đây, của tiền đừng bà dược xí xài, nên làm phước dành gài mai hậu, thấy không? Vậy thì bây giờ nếu như chúng ta vừa tu niệm Phật mà vừa làm phước, khác nào như xuôi nước tận bùm, sự thành công sẽ được sớm hôm và sẽ được qua đêm này nọ. Vậy thì bây giờ chúng ta phải cố gắng vừa tu vừa niệm Phật mà vừa làm phước nữa, mà Đức Thầy cho chúng ta biết chi cho bằng, ta sớm lo toan dành với lực nghe kinh trọng Phật, đến năm chung quả lành đâu mất, cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ. Vậy thì bây giờ trong thời gian chúng tôi trao đổi giáo lý cùng tất cả chư quý vị, là chúng ta từ đây trở về sau nghe qua lời tổ thầy đã chỉ dạy, là chúng ta phải bền chí, phải kiên gan, phải nhẫn nhục và phải quán cố gắng tu tỉnh để chờ đợi Đức Thầy đã trở về. Tu cao cả ráng tu đừng chán, tu cho nên kệ tháng kệ năm, trên đường tu phải chung thủy nhất tâm sống thác quyết tu tầm cho đến Phật. Quả nào cũng phải kết tụ từ qua, có chua đắng mới ra đường mật ngọt, cảnh sống đâu chỉ hương thơm chim hót, bão giông qua trời đất lại tươi mặn, thấy không? Vì vậy cho nên bây giờ chúng ta phải kiên trinh như vậy, mà Đức Thầy cho chúng ta biết là dù cho lan lóc ráng kiên trình, kiên trân mà chịu lúc nặng tay, dẫu có gian nan và trở nài, vàng đá bao phen cần nước lửa, chỉ thao lắm chuyện lúc non hài, bình gan chờ đợi ngày xung hiệp, gắn chí trong mong bữa tiệc khai, thiên địa từng hoàng gom một mối, phàm trần dạng kiếp kiến bồng lai. Các bác anh em dừng lại. Và kính thưa quý vị, suốt trên thời gian gần 2 tiếng đồng hồ chúng tôi trao đổi giáo lý cũng như đồng đạo hạnh, và nhân ngày chánh lễ kỷ niệm quý tế thượng niên cho thân mẫu của đồng đạo Cường, nếu như chương trình trao đổi Phật pháp hôm nay quý vị ủng hộ cho tinh thần giáo lý và chúng tôi trao đổi cũng như đồng đạo hạnh có điều chi gọi là phước duyên công đức, chúng tôi xin đề nghị chung đồng đạo chúng ta hợp tác lại tạo thành một món quà kinh thánh công đức hồi hướng cho pháp giới chúng sinh, cầu nguyện cho kẻ âm được siêu, cầu nguyện cho người dương được thấy, cầu nguyện cho cửu nguyện tất tổ, cầu nguyện hương linh người quá dạng là đấng thân đồng đạo, thân mẫu đồng đạo Cường hôm nay được nương vào công đức này, hạnh lành này mà được nhẹ tách đường duyên và được sanh sang qua cõi Phật. Và chúng tôi cũng không quên cầu nguyện ơn trên hồng ân tam bảo luôn luôn lúc nào cũng gia trì hộ độ cho tất cả chư quý vị thân được mạnh khỏe, tâm được kinh an, trí tuệ luôn được mở mang và tu hành được luôn tinh tấn, và sống trên đời không gì bằng tinh tấn. Tinh tấn là trí tuệ của đời ta, sống điêu luôn trong kiếp sống ta bạc, chỉ tinh tấn mới vượt qua khổ hại. Chúc quý vị tinh tấn mãi trên con đường tu học của mình, để sau này đức công sư Hoài Quốc Ngọc, tất cả chư quý vị mình có đầy đủ hạnh lành, đầy đủ phước duyên mà chúng ta được gặp thầy trong ngày lắm qua đại hội tầng dần thanh đức, để phép cúi đầu kính chào toàn thể chư quý vị. Nam mô A Di Đà Phật.